Đa tạ hai vị tỷ tỷ. Không cần đa tạ chúng ta. Muội mau đi gặp đồng lang của muội đi. Cậu ấy đang nôn nóng lắm. Đúng vậy. Mẫu hậu không sao thật chứ? Giờ mẫu hậu sẽ không phát hiện ra đâu. Đúng vậy, mau lên đi. Muội không cần phải lo gì cả. Thay muội đa tạ Thuận Phong Nhĩ nhé. Yên tâm đi, có ngũ tỷ của muội đây rồi, không cần khách sáo với ngài ấy đâu. Vậy muội đi nhé. Muội hãy bảo trọng. Tạm biệt. Cẩn thận nhé. Bảo trọng nhé. Sao vậy nhỉ? Sao lại nổi điên lên? Thất công chúa, cô yên tâm đi. Tôi đi báo với vương mẫu nương nương. Đứng im, không cần. Ta cam lòng chịu phạt. Vậy không được đâu. Không cần đi, ta cam lòng chịu phạt mà. Không cần. Ai da, chắc là hôm nay cây roi này điên mất rồi. Mau lên. Đám cưới này đông thật. Thất công chúa ơi, thất công chúa, cô đúng là xấu số quá. Thổ địa. Thất công chúa. Thổ địa công công, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Tôi khỏe, tôi vẫn khỏe. Nhưng có một số người không được khỏe. Ai vậy? Còn ai nữa? Đồng Vĩnh đó, hôm nay cậu ấy thành hôn. Hả? Thất công chúa, kiệu hoa của cô dâu vừa mới đi ngang qua. Không chừng lúc này họ đang bái đường đó. Thất công chúa, thất công chúa, thất công chúa, chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ các vị, xin mời, xin mời. Đẹp đôi quá, phải đấy. Các vị, chuẩn bị bái đường. Bái đường đi, bái đường đi. Hoan hô, hoan hô. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đứng dậy, đứng dậy đi. Phu thê giao bái. Đồng lang. Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi. Vậy là sao hả? Chuyện gì thế?
Thất công chúa, nương tử, đồng đại ca, nương tử, thất công chúa, chuyện gì vậy? Cô ấy bị làm sao thế? Nương tử, nương tử, Đồng Vĩnh, Đồng Vĩnh, nương tử, nàng tỉnh dậy đi. Đồng Vĩnh, Đồng Vĩnh, đừng giả vờ đau lòng nữa. Để xem, đệ hại đệ muội như thế. Phen này đệ đắc ý lắm. Đệ vừa lòng chưa? Ta đang nói chuyện với đệ đó. Đệ còn ăn mặc như vậy, bộ mặt giả vờ của đệ kia, đệ hại chết người ta không cần đền mạng phải không? Ta đánh chết đệ. Do đệ hại chết nương tử của đệ. Biểu ca, huynh cứ đánh đi. Như vậy trong lòng đệ sẽ dễ chịu hơn. Huynh đánh đệ đi, đánh đi, đánh đi. Đệ tử ta không đánh sao? Đánh này, đánh này. Huynh dám đánh đồng đại ca của muội sao? Muội đánh huynh chết. Xuân Hỷ, Xuân Hỷ, cho huynh chết. Huynh đứng lại, chạy đâu cho thoát. Mau tha cho ta. Ta đánh chết huynh, tha cho ta đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông đến thật đúng lúc. Ta đánh chết huynh. Ôi trời ơi, huynh đứng lại. Này, này, tộc trưởng đến. Tộc trưởng Đồng Vĩnh à, nương tử của cậu không sao chứ? Tôi muốn biết chỗ nào có tiên dược có thể trị khỏi cho nương tử của tôi. Cho dù có phải moi tim tôi ra, tôi cũng chấp nhận. Biểu đệ, chuyện giữa đệ và Xuân Hỷ tộc trưởng đã kể hết cho ta nghe rồi. Thì ra đệ lấy Xuân Hỷ là muốn cứu cô ấy thoát khỏi hang hùm của già đại nhân. Đệ thấy đó, ta không biết, ta còn tưởng đệ đã thay lòng. Sao đệ không cho ta biết? Sao không nói sớm cho ta biết hả? Biểu ca, giờ huynh biết rõ rồi thì được. Không đúng sao? Về chuyện này tất nhiên là càng ít người biết càng tốt. Lẽ ra tôi đã bàn bạc với Đồng Vĩnh rồi, cứ để cậu ấy lấy Xuân Hỷ về, sau đó cho hai vị tìm hiểu nhau, vun đắp tình cảm. Hả? Tôi? Mặt cô ấy lúc nổi giận, cô ấy... Thôi được, để tôi liều một phen. Vì hạnh phúc cho tất cả mọi người, hy sinh mình tôi, hạnh phúc chia đều cho mọi nhà, không sao cả. Nhưng bây giờ nương tử của Đồng Vĩnh đã trở về. Chuyện này... Nương tử, nương tử, nàng tỉnh rồi à? Đồng Lang, thiếp đã biết hết rồi. Nàng không trách ta chứ? Không ngờ nương tử ở trên trời từng chịu nhiều đau khổ như vậy. May mà có mấy vị tỷ tỷ giúp đỡ. Sau này ta gặp họ, nhất định ta phải đa tạ họ. Nhưng mà nương tử, có chuyện này ta không hiểu. Nàng là tiên nữ, lẽ ra phải có tấm thân trường sinh bất lão. Sao giờ nàng lại yếu ớt quá vậy? Chàng đừng tưởng thần tiên không có nhược điểm. Thần tiên có nhược điểm gì? Thần tiên đều do người phàm tu luyện mà thành. Họ luyện đến mức không còn sinh lão bệnh tử, không còn thất tình lục dục,
Nhưng mà vẫn mang một thứ như người phàm, đó là tu luyện không thể loại trừ được. Thần tiên cũng không thể để tiêu hao tiên khí. Tiên khí ư? Người phàm nếu bị mất máu sẽ bị thiệt mạng. Còn thần tiên tiêu hao tiên khí thì sẽ mất hết pháp lực. Vậy hồng quang hôm nay tại Hỷ Đường chẳng lẽ là tiên khí sao? Do ta không tốt. Ta không tốt. Đồng Lang, chàng không nên tự trách mình nữa. Tiên không quan trọng, pháp lực cũng không quan trọng. Đồng Lang, điều quan trọng là thiếp vẫn ở bên cạnh chàng. Nương tử, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Tiếp tục. Mẫu hậu, không được nữa, không được nữa. Mẫu hậu, thực sự không được mà. Chúng ta đã múa 3 ngày 3 đêm rồi. Tam muội, hay là để tam muội tỏ lòng hiếu thuận đi. Muội, không được, không được. Thật sự không được đâu mẫu hậu. Con còn lo thêu phụng bào cho mẹ nữa. Nếu mà con mỏi tay, con sẽ không thể thêu phụng bào cho mẹ được đâu. Nhị tỷ, tỷ cứ tự nhiên đi hả? Tam muội không được đâu. Ngũ muội. Hả? Mẫu hậu, con cũng đang bận. Con cần phải lấy mây xanh trên trời dệt thành những sợi chỉ mịn hơn sợi tóc của con. Sau đó cho tam tỷ thêu phụng bào. Nhị tỷ chịu cực một chút nhá. Ngũ muội. Ấy, tứ muội. Lại đây. Muội cũng đang rất bận. Muội phải đến Tây Thiên. Muội phải đi săn ánh chiều tà ngũ sắc. Sau đó lấy chỉ ngũ sắc muội dệt ra để nhuộm thành nhiều màu cho tam tỷ thêu phụng bào. Cứ tự nhiên, mẫu hậu cứ tự nhiên nhé. Tứ muội. Đại tỷ, tỷ đâu có việc gì làm. Làm phiền tỷ, mẫu hậu. Không được, nó múa không giỏi, ta không muốn múa chung với nó. Mẫu hậu nói như vậy là quá đúng, vậy con xin phép nhé. Đại tỷ. Lục muội. Hả? Muội à, muội không được đi. Muội đây, tay chân linh hoạt, cho nên đừng có nhường ai nữa. Hiếm khi thấy mẫu hậu vui như thế này. Ráng múa với mẹ đi. Lục muội. Đi. Muội ra múa với mẹ đi, nhanh lên. Ra múa với mẹ đi, qua múa với ta đi, mau lên. Đúng, đi, múa đi. Lục muội, múa đi nhá. Nương nương. Nào, qua đó đi. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Có chuyện gì mà la lối om sòm vậy? Tham kiến nương nương. Thì ra là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh. Nương nương. Tiểu tiên là Xích Cước Đại Tiên đó. Xích Cước Đại Tiên cái gì? Ngài tự nhìn xem. Sao ngài không đi giày mà lại bước vào đây? Có chuyện gì thế? Tiểu tiên đến xin ý kiến của nương nương. Giờ thất công chúa bị giam trong thiên lao, không biết nương nương định trừng phạt cô ấy như thế nào? Sao lại trừng phạt thế nào? Ai bị giam trong thiên lao vậy? Nương nương người... Thất công chúa cô ấy, chẳng hay đại nhân có ý đồ gì. Thất công chúa đang múa với mẫu hậu vui như vậy, đừng mang chuyện đó ra quấy rầy mẫu hậu nữa. Sao hả? Đây là thất công chúa hả? Cô không phải thất công chúa là ai? Mẫu hậu nhìn xem. Nương nương. Đại tiên, múa hát là chuyện rất vui. Có chuyện gì ngài để hôm khác nói sau.
Về lấy đôi giày mang vào trước đã. Giày à? Mẫu hậu, ngài ấy làm cho mẹ cụt hứng rồi, hay là bắt ngài ấy múa cùng với mẹ đi? Sao hả? Kêu tôi múa à? Tôi làm gì mà biết múa, ăn nói bậy bạ. Nó nói đúng đấy, múa là chuyện vui vẻ cho nên ai cũng có phần. Thái thượng lão quân chúng ta múa một bàn đi. Nương nương, tôi là xích cước đại tiên mà. Tôi không cần biết ngài đi chân không hay là đi giày. Hôm nay tôi nhất định phải thưởng thức. Tôi không múa đâu, không được đâu. Mau lên, ra múa đi. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. Tôi không được đâu, nương nương. 1, 2, 3, 4, 5. Nào, 1, 2, 3. Hôm nay, vương mẫu nương nương bị sao vậy hả? Tâm hồn điên đảo. Một lòng chỉ tập trung vào múa hát. Nhìn thấy ai thì mời người đó múa. Kể cả tôi cũng không tha. Công lực của xích cước đại tiên là ở đôi chân. Nếu nói đến mịt chân, không ai là đối thủ của ngài. Chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà nói đến múa hát thì tôi chịu thua. Trên thiên đình chỉ có nhị lang thần là đa tài. Nếu phải tổ chức một lễ dạ hội, tôi khẳng định nhị lang thần. Ai già, xin lỗi. Lạc đề rồi. Chúng ta trở về chủ đề chính. Nói chuyện nghiêm túc nhé. Thật ra hôm nay tôi đi tìm vương mẫu nương nương là để bàn với người xử phạt thất công chúa như thế nào. Nhưng mà nương nương cử chỉ kỳ lạ, cứ y như là uống nhầm thuốc vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, chúng ta sẽ làm sao đây? Tôi nghĩ có lẽ vương mẫu nương nương muốn bao che cho thất công chúa, cho nên cố tình giả ngây giả dại thôi. Không, xưa nay vương mẫu nương nương là người vô cùng uy nghi. Khi đứng trước chúng ta rất nghiêm khắc. Hôm nay người thất thường như vậy, trong đó ắt phải có ẩn tình. Ấy, lão quân, ngài hãy cho biết cao kiến của ngài đi, rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào? Cao kiến của tôi đó là chờ. Chờ à? Chờ vương mẫu nương nương tỉnh táo lại, chúng ta mới quyết nên làm thế nào. Lão quân, cao kiến của ngài nói rồi cũng như không, nhưng hoàn cảnh hiện nay thì chỉ còn cách này thôi. Tôi không tin. Kiếp này tôi vẫn là sao chổi sao? Nếu như tôi luyện tập tốt, nương nương mà vui lên, sau đó phong tôi làm thượng tiên, một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn, ba, ba, bốn, hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi biết múa rồi. Tôi biết múa rồi. Không ngờ tôi có thiên phú này. Ông trời ơi, tôi biết ông sẽ không bắt tôi mãi mãi làm hạ tiên như vậy đâu. Đa tạ ông. Thượng tiên. Thượng tiên. Tôi được làm thượng tiên rồi.
Này, Xuân Hỷ. Xuân... Này Xuân Hỷ, cô đang làm gì vậy? Tôi đang thu hoạch nấm. Này cô xem, người Nhật Kaka mang cái gì đến cho cô này? Ê da, đẹp quá. Huynh cho tôi à? Ừ, thật không? Ừ, này. Này cô làm gì vậy? Huynh xem có đẹp không? Đồng đại ca không có khăn tay. Tôi may chiếc khăn tay cho huynh ấy. Có đẹp không? Cô có biết chỉ có tôi mới nghĩ ra được thôi. Cô nhìn xem. Cô nhìn xem. Cô có biết cái áo này tôi đổi bằng nhiều phát minh lắm. Đúng là người tốt không dễ làm. Bực mình quá. Đồng đại ca, huynh xem, muội mang khăn tay đến cho huynh này. Đây là nương tử của đồng đại ca chứ đâu. Này, cô bị sao vậy? Tỉnh dậy đi. Mời. Trong sách đã ghi chép rõ, lúc này cần phải được tầm bổ. Vậy sao? Không đúng, không đúng. Đừng có làm ồn. Để im cho tôi bắt mạch nào. Để yên nào. Các người là ai? Quấy tỉnh rồi, các người định làm gì? Tỉnh rồi, may quá. Chỗ này là chỗ nào vậy? Tôi đến rồi, tôi đến rồi. Cô ấy thế nào rồi? Tiểu thư, cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh rồi à? Cô tỉnh rồi à? Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi à? Tôi chính là người bái đường chung với đồng đại ca đó. Nhưng sau khi cô đến, đồng đại ca đã bỏ mặc tôi. Tôi đi tìm đồng đại ca, thấy cô nằm trên giường một mình cho nên đã cõng cô về đây. Vậy cô định làm gì tôi? Tôi thấy hình như là cô bị ốm, gọi mãi không chịu dậy. Tội nghiệp quá. Tôi đã mời hết thầy lang trong làng đến nhà đấy. Phải, phải rồi. Để điều trị cho cô. Đa tạ. Ấy, tất cả mọi người qua đây. Nếu như các ông chịu khỏi cho cô ấy số tiền này, tôi sẽ cho các ông. Tôi sẽ chữa cho cô ấy. Tôi sẽ kê toa ngay. Tôi thấy người này bị bệnh rất nặng, cần phải có nhân sâm thượng hạng. Còn cần một số gân nai quý hiếm nữa chứ. Được, được. Không thành vấn đề, cứ kê toa đi. Không đủ tiền tôi sẽ lấy thêm. Chờ tôi đi lấy nhá. Ừ. Chờ tôi. Đừng sợ, yên tâm đi, không sao đâu. Mau kê toa đi, kê toa đi. Kê toa xong là có tiền đó. Phải, phải. Nương tử. Nương tử. Đại thúc, ông có gặp nương tử nhà tôi không? Không. Đại thúc, ông có gặp nương tử nhà tôi không? Không, không gặp. Biểu đệ, biểu đệ. Biểu đệ, ta tìm đệ cả buổi không gặp. Đệ đi đâu vậy? Nương tử của đệ đi đâu rồi? Đệ vừa về đến nhà không thấy nàng ấy đâu. Chỉ thấy chiếc khăn tay trên giường, không biết nàng ấy đi đâu. Ta biết muội ấy ở đâu. Hả? Tộc trưởng Gia Gia, con đã đưa nương tử của đồng đại ca về đây. Ta biết rồi, mọi người ra ngoài đi. Ta cần có chuyện nói với vị cô nương này. Đồng Vĩnh nương tử, cô gái Xuân Hỷ này tuy có khờ nhưng lòng dạ hiền lành. Chuyện đó cô đã thấy rồi. Vâng, xưa nay tôi chưa từng gặp cô gái nào lại tốt như vậy. Tôi cũng cảm nhận được cô cũng là người tốt. Chắc là cô sẽ không bỏ mặc cô ấy, không lo, thậm chí là rơi vào hang hùm chứ. Tộc trưởng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Còn nhà đầu Xuân Hỷ đó là người cố chấp, nó cứ đòi lấy Đồng Vĩnh cho bằng được. Nếu cô chịu nhường vị trí của cô ra, vậy tôi và Xuân Hỷ sẽ vô cùng cảm kích. Tộc trưởng, vị trí của tôi ở trong lòng Đồng Lăng, không phải là ở bên cạnh chàng ấy. Chúng tôi thật lòng yêu nhau đến chết cũng không phai. Vị trí của tôi không phải là tôi muốn nhường là được đâu. Tình cảm có thể vun đắp từ từ. Trước khi cô trở về, Đồng Vĩnh đã bằng lòng lấy Xuân Hỷ rồi. Nhưng mà giờ chàng ấy không bằng lòng nữa, chúng tôi không thể ép buộc chàng ấy được. Nói cho cùng, cô không chịu giúp Xuân Hỷ, uổng thay nó đã tốt với cô như vậy. Tôi sẽ đền ơn, tôi không thể hy sinh tình yêu của mình. Cô, tôi đã nhìn lầm. Thì ra cô là người đàn bà lòng dạ hẹp hòi. Tôi cứ tưởng ông là tộc trưởng hiểu lý lẽ chứ. Cô, người đàn bà như cô không nói chuyện lý lẽ, ngang nhiên dám cãi lời tộc trưởng. Tôi sẽ kêu Xuân Hỷ đuổi cô đi. Không cần đuổi, tự chúng tôi sẽ đi. Đồng Lăng, Đồng đại ca, nương tử, nương tử tỷ tỷ, các người đừng bỏ đi. Xuân Hỷ, họ muốn đi cứ để họ đi. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Đồng Lăng, thiếp thấy Xuân Hỷ là một cô gái tốt. Thiếp cũng thích cô ấy lắm. Thiếp thấy cô ấy khổ sở lênh đênh một mình. Sau khi thiếp khỏe lại, chúng ta hãy đón cô ấy về nhà mình ở đi. Chúng ta sẽ coi cô ấy như là hảo muội muội của mình. Chàng nghĩ vậy có được không? Cứ làm theo ý nương tử đi. Hay lắm. Đến nay rốt cuộc ta đã gặp được kỳ phùng địch thủ. Cho ta biết ngươi tên họ gì? Tiểu tiên tên là Sao Chổi. Sao Chổi à? Vậy ý là cầm chổi rồi. Thì như có ấn tượng với cái tên này. Ngươi khiến ta vui như vậy. Ta nên thưởng cho ngươi cái gì đây? Vương mẫu nương nương, tiểu tiên, tiểu tiên không cầu xin gì khác, chỉ mong hôm nay được múa chung với người, cho người được vui. Vậy thì tốt, ngươi cứ thường xuyên đến đây là được rồi. Nương nương, nhưng mà tiểu tiên là hạ tiên, lai vãng đến chỗ này thú thật là có nhiều bất tiện lắm. Vậy ta phong cho ngươi. Phong cho tôi chức gì? Ta phong cho ngươi. Nương nương, hạng ngạch thượng tiên đã đủ rồi, không thể phong nữa, huống hồ cho dù người muốn bổ sung, cần phải thông qua chúng tiên sát hạch trước đã. Như vậy chúng tiên mới có thể tâm phục khẩu phục. Sao Chổi thì tạm thời cứ là vậy. Ta phong cho ngươi có thể ra vào các nơi trên thiên đình. Còn chuyện phong thượng tiên để tính sau. Nương nương, Sao Chổi, ngươi định làm loạn quy định trên thiên đình hả? Tiểu tiên biết lỗi rồi. Lão già râu bạc đó, sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay đúng lúc mình được thụ phong. Là phá đám chứ còn gì. Xưa nay Sao Chổi ta đều khiến người ta xui xẻo. Phen này vận may của ta cũng bị đánh mất. Cấm địa. Tại sao Ngọc Đế lại cấm chúng ta bước vào cấm địa vậy?
Chẳng lẽ trong đó cất báu vật gì? Báu vật? Đúng rồi, ta khẳng định trong đó có cất giấu báu vật. Đừng sợ. Ta không sợ. Ta là sao chổi, ta còn sợ ai? Người nào gặp ta, người đó xui xẻo. Sao tối thui thế này? Là chỗ gì vậy? Chổi đến rồi, đừng dọa ta nhá. Này, ta là sao chổi đó, ta lợi hại lắm. Là chỗ gì vậy này? Có ai không? Có ai không? Đừng dọa ta. Ta nhát gan lắm. Ta không tha cho các người đâu. Hang này cao quá. Là chỗ gì vậy kìa? Làm tôi muốn đứng tim luôn. Thì ra vào thời thượng cổ, ngoài Ngọc Đế và Vương Mẫu ra, vẫn còn một vị đại tiên lợi hại nữa. Không biết sau khi hắn bị Ngọc Đế đánh bại, hậu quả như thế nào. Bây giờ nương tử chính thức của Đồng Vĩnh đã trở về. Xuân Hỷ không thể là nương tử của Đồng Vĩnh được nữa. Trong mắt Xuân Hỷ chỉ có Đồng Vĩnh. Cho dù làm thiếp, nó cũng dứt khoát đi theo Đồng Vĩnh. Cái gì? Chẳng lẽ làm thiếp của Giả đại nhân không bằng làm thiếp của Đồng Vĩnh sao? Tôi không tin một cô bé khờ khạo như ả có thể tự làm chủ. Ông là người đứng đầu tộc, ông mà chọc giận Giả đại nhân, ông không sợ mang lại rắc rối cho gia tộc mình sao? Tôi nói cho ông hay, Xuân Hỷ, Giả đại nhân lấy chắc rồi. Đồng ý thì sẽ lấy, không đồng ý cũng phải lấy. Ông hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi. Đồng Lang, chàng nghĩ chuyện của Xuân Hỷ rốt cuộc nên làm thế nào? Ta tin nếu như bản thân Xuân Hỷ không đồng ý, Giả đại nhân chẳng làm được gì cô ấy. Theo vậy cho thấy bọn ác ôn đó không chừa bất kỳ chuyện gì. Hay là thế nào?
Hay là chàng làm theo sắp xếp của tộc trưởng, thu nhận Xuân Hỷ đi. Không được. Nương tử, sao nàng lại ăn nói hồ đồ như vậy? Ta và Xuân Hỷ bái đường nhằm ngăn chặn giả đại nhân làm liều để cứu mạng Xuân Hỷ thôi. Trong thâm tâm ta chỉ có mình nàng. Cho nên chuyện của Xuân Hỷ sau này đừng nhắc tới nữa. Xuân Hỷ, ta muốn Đồng đại ca. Ta muốn Đồng đại ca. Không ngờ nương tử của đệ chưa khỏi bệnh thì lại đến lượt Xuân Hỷ đổ bệnh rồi. Sao không có cô nào phải đổ bệnh vì ta nhỉ? Thì ra các cậu ở đây sao? Hả? Thổ địa công công tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Ây da, tôi tìm các cậu có chuyện. Khám xét. Đại nhân, tôi đã nói với ngài Xuân Hỷ thật sự không có ở đây. Đại nhân, rốt cuộc đang ở đâu? À, đang ở đâu? Kêu ả ra đây. Đại nhân quên rồi sao? Hôm qua tôi đã nói với ngài Xuân Hỷ đã làm thiếp của Đồng Vĩnh rồi. Tất nhiên là đang ở nhà chúng rồi. Cái gì? Hôm qua còn ở nhà, hôm nay đã xuất giá rồi sao? Chỉ là làm thiếp thôi mà, đâu có vẻ vang gì. Tất nhiên là phải âm thầm bước đi thôi. Ông, chống mắt mà xem. Giả đại nhân quyết không để yên cho bọn khốn kiếp các người đâu. Đi. Nương tử, nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Nàng giao cho ta đi. Không cần đâu. Xuân Hỷ đang sốt, sốt rất cao. Vậy ta đi hốt thuốc cho cô ấy. Ừ. Đi thong thả. Ông chủ, khách quan muốn hút thuốc gì vậy? Ông chủ, khách quan có theo toa này. Là toa thuốc ghi trong giấy này. Xuân Hỷ, uống thuốc đi. Chàng đưa thiếp. Xuân Hỷ, nào uống thuốc nhé. Cô đưa tôi được rồi. Đồng đại ca, nương tử tỷ tỷ nói Quỳnh nhất định sẽ lấy tôi, có đúng không? Xuân Hỷ, cứ trị bệnh cho khỏe đi, những chuyện khác để sau tính được không? Tôi đã khỏe rồi, không tin Huynh xem đi. Tôi có thể bước xuống giường được rồi. Xuân Hỷ, cẩn thận Xuân Hỷ. Thấy chưa, tôi còn có thể nhảy được nữa này. Xuân Hỷ, cô sao vậy? Nương tử, Xuân Hỷ bị sao vậy? Xuân Hỷ, cô bị sao vậy? Ai quỷ dưới kia? Thế tử của Đồng Vĩnh, biểu ca của Đồng Vĩnh. Hả? Ai già? Tên tiểu tử Đồng Vĩnh có diễm phúc lắm.
Tiểu mỹ nhân, cô lên công đường là vì chuyện gì vậy? Để kêu oan. Cái chết của Xuân Nhỉ không liên quan đến phu quân tôi, không liên quan đến hắn. Thuốc do hắn mua, mua về lại do chính tay hắn sắc, sắc xong cũng do hắn bưng đến cho Xuân Nhỉ uống, có đúng không? Đồng Vĩnh. Đúng. Nhưng mà tôi cái gì mà tôi? Như vậy thì được rồi. Người nói, người sắc thuốc xong, chính tay mang đến cho Xuân Hỷ uống, không phải ngươi hạ độc, chẳng lẽ do lão gia ta hạ độc sao? Đại nhân, tại sao biểu đệ tôi lại phải hại Xuân Hỷ? Trong chuyện này nhất định có người hãm hại. Động cơ giết người của Đồng Vĩnh, đó là giết người cướp của... Đồng Vĩnh vốn là một người trẻ trung mạnh mẽ, hắn còn đòi lấy Xuân Hỷ làm thiếp. Như vậy rõ ràng là nhắm vào gia tài vạn quan của Xuân Hỷ chứ đâu. Tôi không có. Ngài nói bậy. Không thể tùy tiện buộc người ta như vậy được. Tiểu mỹ nhân đòi bằng chứng, đúng không? Được. Hôm nay bổn đại nhân ta cho cô xem bằng chứng. Người đâu? Có. Đánh Đồng Vĩnh 40 trượng cho ta, để xem có thể tìm ra bằng chứng không. Không, không. Đại nhân, ngài làm vậy là lạm dụng cơ khinh, tra tấn bức cung. Đây là quyền hạn của bổn đại nhân. Thế nào hả? Này, đánh cho nặng tay cho ta. Đồng Lang, cửu quan. Cửu quan, Đồng Lang. Đừng, nương tử, đừng. Để muộn. Đừng làm vậy. Đồng Lang, cửu quan. Cửu quan, Đồng Lang. Tiểu nương tử, tiểu mỹ nhân, hãy khuyên phu quân cô khai mau ra đi. Nếu không, cô xem sẽ phải chịu nỗi đau da thịt đó. Tôi không có tội. Ngươi còn cứng đầu sao? Cứ đánh mạnh tay cho ta. Không, Đồng Lang. Đồng Lang, biểu đệ. Đừng, Đồng Lang. Không, Đồng Lang. Đồng Lang. Cầu quan. Cầu quan. Đồng Lang. Đồng Lang. Đại nhân, hắn ngất rồi. Ngất rồi. Được. Lấy nước ta cho hắn tỉnh, sau đó tống giam, ngày mai xử tiếp. Rõ. Bãi đường. Đệ muội. Đồng Lang. Biểu đệ. Biểu đệ. Đồng Lang. Cầu quan. Ngươi là tên cầu quan. Cầu quan. Đồng Lang. Cái gì? Nương tử của tôi à? Đúng. Ngươi ngậm máu phun người. Chuyện này không liên quan gì đến nương tử của tôi. Ta cho ngươi hay. Giả đại nhân nói rồi, nương tử nhà ngươi cũng có động cơ giết người. Một người đàn bà vì ganh tị mà giết người, đây không phải là chuyện mới lạ gì. Ngày mai sẽ xét xử nương tử của ngươi. Ây da, không biết thân hình nhỏ nhắn của ả có thể chịu đựng được cực hình ở trên công đường không. Các người không thể làm như vậy. Đạo lý này chính là như thế. Nếu như ngươi trong sạch, vậy kẻ giết người là nương tử của ngươi rồi. Không sai được. Trừ phi kẻ giết người là ngươi. Mời cô ở đây chờ một lát. Nương tử, mời cô chờ ở đây. Giả đại nhân, tôi làm cô sợ à? Đừng sợ. Mời cô. Đêm kia giả đại nhân gọi tôi đến đây có chuyện gì? Tôi mời cô đến là vì tìm hiểu về nội tình trong vụ án. Giả đại nhân, tôi xin ngài hãy thả phu quân tôi ra. Chàng ấy thật sự bị oan đó. Ây da, đứng dậy mau. Đứng dậy mau. Tiểu mỹ nhân đứng dậy đi. Ngài làm cái gì vậy?
Cô đừng bỏ chạy nữa, tối nay cô không thoát khỏi đâu, mỹ nhân. Cô đừng chạy, đừng sợ. Lại đây, lại đây. Lại đây nào, cầu quan vô sỉ. Ngươi là quan phụ mẫu, vậy mà chọc ghẹo gái nhà lành. Ta là cầu quan, cầu quan. Ta chọn chúng cô là phúc cho cô. Ta cho cô hay, sớm muộn gì cô cũng sống không nổi, rồi cũng sẽ bị xử trảm thôi. Lão ra đây thương hoa tiếc ngọc, cô có hiểu không? Đi theo tôi, cô sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý. Cầu quan, ngươi đừng hòng. Đừng chạy. Mỹ nhân của ta ơi, sao nàng mạnh tay quá vậy? Mỹ nhân, sao lại là ngươi? Ngươi lại đến đây làm gì? Tôi đến thay biểu đệ Đồng Vĩnh kêu oan. Tên Đồng Vĩnh đó sắp chết đến nơi cũng không kêu oan. Ngươi kêu oan cái gì? Ta cho ngươi hay, nếu ngươi còn kêu oan, lão già ta sẽ phán ngươi tội quấy rối công đường, đánh cho ngươi 40 trượng. Ngài đánh tôi 80 trượng cũng không sao. Tôi cho ngài hay, vụ án chưa kết thúc. Sao ngài nói đệ ấy sẽ chết đến nơi? Tiểu tử, ta cho ngươi hay, tên Đồng Vĩnh đó đã nhận tội điểm chỉ rồi, chỉ chờ ngày hôm nào xử trảm. Cái gì? Ngài nói cái gì? Đệ ấy nhận tội rồi à? Tính sao đây? Hình như Đồng Vĩnh gặp nguy cơ rơi đầu rồi. Chúng ta mau báo vương mẫu nương nương. Nương nương say mê múa hát, không gặp ai cả, không phải chuyện thiên đình nữa. Đúng rồi, chúng ta có thể nói cho mấy vị công chúa biết, để họ tìm cách giúp. Hay đấy. Nhị công chúa, nói. Vừa rồi ngài đã nhìn thấy những gì? Cô đã nghe thấy rồi, còn không mau nói, rốt cuộc thất muội thế nào? Tôi nói, tôi sẽ nói cho cô nghe. Các vị công chúa hãy mau chóng nghĩ cách, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Chúng tìm muội, có chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu hậu đâu? Đã lôi Thái Bạch Kim Tinh và Nguyệt lão ra giao chỉ hoa để múa rồi. Vừa rồi Thuận Phong Nhĩ cho muội biết, thất muội và Đồng Vĩnh ở dưới nhân gian chịu nạn đó. Hả? Đồng Vĩnh bị tên cầu quan không phân biệt thị phi trắng đen giam hắn vào đại lao rồi. Giam vào đại lao? Vậy tên cầu quan đó không phân biệt thị phi, Đồng Vĩnh nhất định là bị oan rồi. Cái gì? Nhân gian có hạng ác tặc như vậy sao? Còn nữa, cầu quan không chỉ buộc tội Đồng Vĩnh, còn đòi sàm sỡ với thất muội nữa. Hả? Đại tỷ, vậy tỷ mau nghĩ cách đi. Đại tỷ, hay là chúng ta kéo nhau đến nhân gian để xem tên cầu quan đó có thà người không? Chúng ta trả thù cho thất muội. Đúng, ta cùng xông vào đại lao. Không được. Mẫu hậu đã uống vong tình thủy, không biết đến khi nào mới tỉnh. Sau khi tỉnh không thấy tỷ muội chúng ta, chuyện của thất muội càng không thể che giấu được. Đại tỷ, thế này không được, thế nọ cũng không được. Vậy tỷ nói đi, chúng ta nên làm sao? Chúng ta nhất định phải cứu họ thôi. Ta nghĩ nên do tứ muội đi một chuyến. Không được, tự ý hạ trần vi phạm thiên triều. Vậy muội nói chuyện của thất muội nên làm sao? Vậy tứ muội, muội mau lập tức hạ phàm một chuyến đi. Còn chúng tôi ở lại triều đình, lỡ có chuyện gì còn có thể xoay sở được. Được, muội sẽ hạ phàm. Ừ. Cái gì? Tên cầu quan đó ngang nhiên dám vô lễ với đệ muội như vậy sao? Hắn chán sống rồi. Tôi sẽ đi tìm hắn để tính sổ. Cậu đánh không lại bọn nha dịch đó đâu. Ngài, chẳng lẽ tôi phải bỏ qua như vậy sao? Này, ngài là thần tiên, hay là ngài đi đi. Ngài không thể để mặc tên cầu quan đó làm sang được. Nhưng thần tiên cũng có quy định của thần tiên, tôi không thể. Ngài không thể cái gì? Ngài không thể thấy chết không cứu, ngài có biết không? Đúng, giờ nhất định phải tìm cách cứu Đồng Lang. Chính cậu ấy đã điểm chỉ nhận tội, muốn chống án không còn kịp nữa. Nhưng mà Đồng Lang trong sạch, nếu chàng ấy nhận tội, nhất định là có ẩn tình gì. Chuyện này đã quá rõ, vì biểu đệ đã ngăn cản họ làm tiền cho nên họ phải hại chết đệ ấy. Nhưng thang thuốc đó do chính tay Đồng Lang đi mua và sắc. Nếu như có độc, trừ phi đó là thuốc độc, tiệm thuốc.
Mở cửa. Ai vậy? Tôi đến mua thuốc. Đóng cửa rồi. Đừng, mạng người hơn trời, tôi phải hút thuốc. Được. Vậy huynh đưa toa thuốc cho tôi. Tôi hút dùng huynh. Ta đến bắt ngươi thì có. Không phải tại tôi. Ta đã nói gì đâu, sao ngươi lại hoảng sợ? Chuyện gì không liên quan đến ngươi? Chẳng phải Đông Vĩnh... À, hay lắm. Ngươi nhất định có vấn đề. Theo ta đi gặp quan. Đi. Đừng. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Không liên quan đến ngươi, vậy liên quan đến ai? Hả? Nhất định do ngươi đã giở trò hại ngươi. Theo ta. Đừng. Thật mà. Thật sự không phải tại tôi. Không phải tại ngươi. Không phải tại ngươi thì là ai? Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Xuân Hỷ đã chết rồi. Mạng người lớn hơn trời, ngươi có nghe thấy không hả? Xuân Hỷ đã chết. Biểu đệ của ta bị buộc tội oan. Thê tử của biểu đệ ta, muội ấy cũng không muốn sống nữa. Họ không sống nổi, ta cũng không sống nổi. Ta cho ngươi hay, cho dù ta có biến thành ma, ta vẫn đeo ám ngươi. Nếu ngươi không sợ xuống âm tà địa phủ bị quả báo, ngươi tự lo liệu lấy. Một thang thuốc độc dính líu bốn mạng người. Hả? Nói. Tôi cho huynh biết, sự thật không liên quan đến tôi. Lúc biểu đệ huynh đến hốt thuốc, tôi nhìn thấy ông chủ của tôi hình như có bỏ thêm cái gì đó vào thang thuốc. Ông chủ của người và biểu đệ ta không có thủ oán gì, sao lại phải làm vậy? Chuyện đó thì tôi không rõ. Lời ngươi nói là thật chứ? Đều đúng sự thật. Đúng sự thật mà. Được. Ta tin ngươi một lần. Tại sao lại là ngươi hả? Mới sáng sớm ngươi đến chỗ lao ra gióng trống, có chuyện gì? Đại nhân, oan cho biểu đệ tôi lắm. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Hắn đã khai hết rồi. Thôi được, ngươi đừng gây rối nữa. Bãi đường. Khoan, tôi có bằng chứng, có thể chứng minh Xuân Hỷ không phải do biểu đệ tôi hại chết. Kẻ hại chết Xuân Hỷ là trưởng quầy của tiệm thuốc. Nói bệnh. Tên trưởng quầy đó tại sao phải hại chết Xuân Hỷ? Cho nên tôi mới kêu các người điều tra cho rõ. Ý ngươi nói chủ tiệm thuốc đã hạ độc? Hắn nói với ngươi à? Không phải hắn nói, là người làm của hắn. Nếu như ngài không tin, ngài có thể kêu người giải hắn lên công đường để làm chứng. Sư gia, có. Lập tức đến tiệm thuốc bắt người làm Vương Nhị đến đây cho ta. Vâng. Thảo dân, khấu kiến đại nhân. Người chính là Vương Nhị. Chính là tiểu nhân. Vậy đại nhân hỏi người, người có quen biết người đứng bên cạnh người không? Có biết không? Tiểu nhân biết. Hắn tên là Như Nhật. Vậy đại nhân hỏi người, tối qua người đã nói gì với hắn? Tối qua tiểu nhân đi ngủ sớm, không gặp hắn ạ. Không gặp. Cái gì? Vương Nhị, ngươi nói gì vậy? Tối qua rõ ràng ta đến tiệm thuốc tìm ngươi. Hỗn láo. Ta chưa hỏi hắn. Ai cho ngươi xem vào? Vương Nhị, ngươi nói do ngươi nói ra trưởng quầy của ngươi đã hạ độc vào thang thuốc. Có đúng không? Oan cho tôi đại nhân. Tôi không dám nói dối. Ngươi cho ta hỏi, có phải Đồng Vĩnh đến tiệm của ngươi hốt thuốc không? Đúng. Chính ông chủ của tôi hốt cho hắn. Nhưng mà còn có hắn còn hỏi tôi. Hỏi ngươi cái gì? Nói. Hắn hỏi tôi ở chỗ chúng tôi có mua được tỳ xương không. Cái gì? Ta đánh chết ngươi. Bắt lấy hắn. Thả tôi ra. Vương Nhị, ta hỏi ngươi. Ngươi trả lời thế nào? Tôi, tất nhiên là tôi biết tỳ xương là loại thuốc cực độc, cho nên tôi nói với hắn là không có. Nhưng mà loại thuốc đó có thể mua được ở các tiệm khác. Tên khốn kiếp, ngươi làm trái lương tâm của mình rồi. Giữ chặt lấy hắn.
Hỗn láo, nhân chứng do ngươi tìm đến. Ngươi còn gì để nói? Không, trong chuyện này phải có vấn đề. Vấn đề? Ta cho ngươi hay, ngươi đừng đến đây gây hấn nữa. Ngươi không được đến đây làm loạn nữa. Các người thông đồng với nhau, bao che hung thủ. Trong mắt các người rốt cuộc có vương pháp không? Vương pháp đến chỗ của ta thì thành gia pháp. Ngươi đâu? Đánh hắn 20 triệu. Lối ra ngoài. Ngươi đi. Ngươi là tên cẩu quan không phân biệt thị phi, không biết trắng đen, thả ta ra. Cẩu quan. Cẩu quan. Ngươi không hỏi rõ đầu đuôi đã đòi đánh rồi. Đánh hắn thật mạnh tay cho ta. Dạ. Mình bị ảo giác hay sao? Rõ ràng nghe thấy có người kêu la. Mình phải đi khỏi đây thôi. Lại có yêu nghiệt xông vào thiên giới rồi. Không tự lượng sức mình. Nương nương. Nhạc vẫn còn, không thể ngưng được. Múa. Ngươi làm gì vậy? Chẳng phải đã nói rõ sao? Chuyện này phải làm sao cho gọn? Tại sao lại để cho người làm của mình nhìn thấy hả? Lúc tôi lấy tỷ xương đã sơ ý để hắn nhìn thấy. Ngu ngốc. Ngay cả chuyện như vậy mà cũng làm không xong. May mà ta kịp bịt miệng hắn. Nếu không, hắn đã khai ông ra ngay trên công đường rồi. Nếu không, lúc này ông đâu còn sống đến đây mà tiếp chuyện với lão gia. Đa tạ lão gia khai ân, đa tạ. Hắn dù sao cũng là mối tai họa. Hắn còn sống, sớm muộn gì cũng khai tên ông ra thôi. Ý của đại nhân là không hiểu sao? Chẳng lẽ còn cần lão gia dạy ông à? Các người là ai? Các người định làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thế nào là giết người diệt khẩu à? Hả? Họ đến giết tôi à? Sao lại phải giết tôi?
Chuyện mà ngươi đã làm, còn hỏi ta hay sao? Tôi... Ngươi nói oan cho người tốt. Ta không muốn cứu ngươi, nhưng cho ngươi một cơ hội để ngươi đoái công trục tội. Ngươi có đồng ý không? Tôi đồng ý, đồng ý. Bảo bối của tôi ơi, không còn bao lâu nữa, nàng sẽ là của ta. Sẽ là của ta. Cô là ai? Sao vào được đây? Tôi cố tình đến đây để hầu hạ đại nhân. Có phải sư gia kêu cô đến cho tôi tận hưởng sự dịu dàng của cô không? Đúng, ta đưa ngươi đến chỗ khác tốt hơn để ngươi được tận hưởng. Tận hưởng. Người to gan lắm. Hôm qua vừa mới đánh cho một trận, hôm nay lại đến gióng trống. Người đúng là không sợ chết. Nội tình chưa rõ, tôi thề kêu oan. Có chí khí. Người đâu? Cho phép hắn ngồi. Đại nhân, sao ngài lại cho hắn ngồi? Ngài vừa tống cổ hắn đi khỏi nơi này mà. Hôm nay ta thấy vui cho nên muốn xét xử. Ông tránh qua một bên. Người đâu? Có. Giải chủ tiệm thuốc lên đây cho ta. Rõ. Hôm nay hình như tên cầu quan này có gì khác thường. Không biết hắn định giở trò gì đây. Để xem sao. Tiểu nhân khấu kiến đại nhân. Trưởng quầy, người nghe ta hỏi. Người làm của người tên Vương Nhị đó, hắn đã đi đâu rồi? Hắn mất tích rồi đại nhân. Bây giờ ngài có thể yên tâm, hắn không quay lại đây nữa đâu. Sao ta phải yên tâm? Hắn là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Hắn bị mất tích rồi. Có phải ngươi giết người diệt khẩu không? Đại nhân, hôm nay ngài sao vậy? Ngài không nên hỏi câu này. Tại sao không nên hỏi? Ngài. Ngài gì mà ngài? Ta đang hỏi án, ông xen vào cái gì? Ta cho ông hay, nếu ông còn xen vào, ta sẽ đánh ông 80 triệu. Trưởng quầy, ngươi khai thật đi. Ngươi có biết tội không? Đại nhân, ngài hỏi như vậy khó trả lời thật. Tiểu nhân có tội tình gì? Ngươi đâu? Có, lôi hắn ra ngoài, đánh cho thật mạnh tay. Đó, đại nhân. Đại nhân. Đại nhân, tha cho tôi. Đại nhân, tha cho tôi. Sư gia, cứu tôi. Đại nhân, oan ức cho phu quân tôi. Cô đừng nôn nóng. Đại nhân thật sáng suốt. Giải quyết xong tên ngu ngốc này, chúng ta không còn lo lắng về sau nữa. Chẳng phải có đông hay sao? Đại nhân, ngài yên tâm, miệng của tôi giữ bí mật là hay nhất. Tôi ra ngoài sẽ không tiết lộ chữ nào cả. Không sao. Nhất định phải là cái bẫy rồi. Báo cáo đại nhân, hắn ngất rồi. Ngất hả? Sao không thể chịu đòn? Đi, giải Đồng Vĩnh lên đây cho ta. Dạ, giải Đồng Vĩnh.
Nương tử, Đồng Lang, biểu đệ, các người hỗn láo. Biểu đệ, đệ yên tâm, chúng tôi nhất định cứu đệ ra ngoài. Người, đúng, chính là người. Người đó, người tên gì vậy? Đã biết mà còn hỏi. Tôi là người phát minh thông minh nhất, tên Ngư Nhật. Ngư là phải tìm ra sự thật, cá chết phá lưới. Còn Nhật là lòng trung thành, Nhật Nguyệt có thể làm chứng. Ngư Nhật, tên này nghe lạ quá. Này, nghe tôi hỏi tiếp. Ngươi mang theo hành trang trên người định đi đâu vậy? Tôi phải thượng cáo. Thượng cáo, đúng. Kiện ta, đúng vậy. Ngươi không cần làm vậy. Ta là thanh quan. Ta cho ngươi hay, ta tuân thủ vương pháp, không dám có chút sơ suất. Thôi đi, ngài tưởng tôi không biết sao? Lòng của tôi sáng như gương đó. Hỗn láo, hỗn láo. Ta cho ngươi hay. Thôi được, hôm nay tạm dừng tại đây, mai xử tiếp. Xéo, xéo. Đại nhân, quan cho biểu đệ tôi lắm. Hôm nay ngài phải giải quyết rõ ràng. Ngươi đâu? Đưa Đồng Vĩnh vào lao. Thả về. Thả sao? Nương tử, đại nhân, không được nhiều lời. Hôm nay tạm dừng tại đây. Ta đã nói rồi, ông còn nói nữa, ta sẽ phạt ông, biểu đệ. Đúng rồi. Nếu thả Đồng Vĩnh về như vậy, trong tù trống rỗng. Đúng vậy. Phải rồi, vậy thì phải giải tên trưởng quầy đó vào tù đi. Trưởng quầy à? Hay cho tên cẩu quan kia. Ngươi nói mau, đồ đạc ngươi cất ở đâu? Ta cho ngươi hay. Nếu ngươi không nói, ta sẽ nhổ từng cọng râu của ngươi. Hả? Không tin à? Vậy ta nhổ nhá. Ôi dào, sao tôi đau quá vậy này? Đây là chỗ nào vậy? Vân Nam. Vân Nam. Không thể như vậy. Không thể. Chắc tôi nằm mơ phải không? Đau. Đánh tôi đi. Đánh mạnh tay xem tôi có đau không. Đánh đi. Đánh đi. Ôi đau quá. Không phải nằm mơ rồi. Vân Nam đại ca, tôi xin lỗi. Tuyệt đối không thể bỏ qua được tên cổ quan đó. Chúng ta phải đi tố hắn. Biểu ca, huynh định làm thế nào? Nương tử, biểu ca nói đúng. Xuân Hỷ chết không hiểu nguyên do. Chúng ta cần kêu oan trả thù cho cô ấy. Chẳng qua tay giả đại nhân đó là cẩu quan bất chính che khuất bầu trời. Hôm qua lại ăn nói lung tung, làm sao mà tố cáo hắn được? Tên cẩu quan đó,
Ta không tin trên đời này không có quan tốt. Ta sẽ tiến kinh cáo ngự trạng. Ta phải làm sáng tỏ xem trên đời này có quan tốt hay không. Nói hay lắm, chí khí lắm. Đền cậu quan kia, ngươi đến đây làm gì? Ngươi chửi tôi sao? Cậu quan, chửi tôi cậu quan. Giỏi. Cậu quan như tôi đây, đi thị sát dân tình. Đồng gia tiểu nương tử, có chuyện gì cần bổn quan giúp đỡ không? Không dám làm phiền đại nhân. Ồ, tôi nói ngươi Nhật à, tại sao cậu lại cứ đòi đến cái kinh gì để tố cáo tôi vậy? Ta cứ tố cáo người, cứ tố cáo người. Tại sao vậy? Tại sao à? Ta cho ngươi hay, nếu ta không đánh gục ngươi, tên của ta sẽ viết ngược. Tên ngươi Nhật của cậu viết ngược. Như vậy sẽ mất hay đó. Sao lại mất hay được? Nhật, Nhật, ngươi. Cậu dám theo tôi ra ngoài không? Ra ngoài thì ra, sợ gì? Đi, được. Ôi da, ngươi Nhật à, cậu biết nên tố cáo như thế nào không? Tôi biết. Tôi thấy quan cứ tố cáo, thấy nhà môn cứ bước vào. Tôi không tin, không thể tố cáo tên cậu quan như ngươi. Tôi cho cậu hay. Bổn lão gia đã hỏi thăm rồi. Người mà tôi sợ nhất là tuần phủ đại nhân. Này, chỉ cần cậu tìm được tuần phủ đại nhân và mời ngài ấy đến đây, nếu không lão gia ta không sợ ngươi đâu. Được, ngươi dám kích ta, ta sẽ đi tìm tuần phủ. Cậu không có bằng chứng, lấy gì mà tố cáo? Ta có cái này. Đây là sổ sách mà thường ngày bổn lão gia ta tham lam có được. Cậu chỉ cần mang nó đi gặp tuần phủ đại nhân mới có thể tố cáo ta được. Trừ phi cậu có thể giật được trong tay ta, sau đó đeo lên con tuấn mã ngày đi ngàn dặm của lão gia. Trên ngựa đã có sẵn lộ phí, người phóng đi. Lão gia đây không thể đuổi kịp ngươi đâu. Ngươi tưởng ta không dám à? Ta giật được rồi này, ngươi không tin ta làm thật à? Ngươi không tin ta thật sao? Ta nói ngươi Nhật à, ngươi giật thật sao? Ngươi Nhật, lão gia đây chờ cậu tố cáo xong quay về. Lão ca ca, đi theo hướng này là hướng bắc sao? Đúng vậy. Ông mới bị cướp à? Không có, tôi mới nằm mơ thôi. Nằm mơ? Tôi mơ thấy một mỹ nữ. Sau khi tỉnh giấc, tôi đã đến nơi này. Thôi đi ông. Không tin à? Đúng vậy không? Não của ông có vấn đề rồi. Hả? Não của tôi có vấn đề à? Não ông có vấn đề thì có. Ăn được thì đừng có bỏ uổng. Cho tôi xin, cho tôi xin. Từ từ đừng chen lấn. Xếp hàng thứ tự đi. Xếp hàng thứ tự đi. Này 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 này, xếp hàng thứ tự. Mọi người đều có phần. Từng người một bước lên đây. Không có gì, không có gì. Đa tạ, đa tạ. Dù sao ngân lượng này cũng là của các vị mà. Mang về làm vốn đi. Ấy, sao cậu ngơ ngác đứng đây nhìn tôi? Sao không đi báo cho người nghèo trong làng đến lãnh ngân lượng? Tôi cho cậu hay, tôi không cho cậu kêu bà con cô bác nhà cậu giả danh người nghèo đâu đấy. Nếu không, tôi sẽ lột da đầu cậu. Máu lên, máu lên. Dạ. Đây 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 đây, nối đuôi vào, nối đuôi vào. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. À, đại nhân, dạo này ngài có sự khác biệt lớn quá. Tôi cũng thấy ông không còn như xưa. Tôi à? Ừ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chuyện của Đồng Vĩnh chẳng lẽ ngài bỏ qua như vậy sao? Ông nói vậy cũng đúng.
Ông nói tên trưởng quầy sống trong lao tù cô đơn một mình, hắn cần có người làm bạn. Sư gia, hả? Chẳng phải dạo này ông không bận sao? Ông vào đó với hắn đi. Không không không, đại nhân, dạo này tôi bận lắm, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy sao? Vậy ông còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Tôi đi ngay, đi ngay. Cầm lấy, đa tạ, đi, đa tạ. Vào đây. Đại nhân, đến rồi à? Qua đây đi, mau lên. Sư gia, qua đây mau. Ông cũng ngồi đi. Được. Hắn bị sao vậy, sư gia? Hắn bị sao vậy? Đại nhân, tại tôi bị ngài đánh đó. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói sao? Ta đánh ngươi? Ta đánh ngươi sao? Phải. Sao ta phải đánh ngươi? Có thật là do ta đánh không? Dạo này trong đầu của ta hồ đồ không nhớ gì cả. Đúng là ngài bị hồ đồ không nhẹ đâu. Ừ, nếu đã vậy, thôi thế này, ta kính hai vị một ly, coi như là xin lỗi. Đa tạ đại nhân, đa tạ ngài thưởng cho, miễn sao ngài vui thì được rồi. Ôi dạ, ngươi thấy ta khỏe vậy thôi, thật ra ta hoàn toàn không nhớ gì. Vậy, như vậy là không được. Ngài từng hứa với tôi đó, đại nhân. Ta đã hứa cái gì? Ngài nói, ngài kêu sư gia đến kêu tôi bỏ thêm thuốc vào thang thuốc của Xuân Hỷ. Ngài nói sau khi xong việc, 10 mẫu ruộng đất của Xuân Hỷ sẽ thưởng cho tôi. Vậy sao? Đúng vậy. Do tôi nói sao? Sư gia, ông giúp tôi nói lời công bằng đi. Đại nhân, về chuyện này do ngài kêu tiểu nhân đi làm đó. Những lời trưởng quầy nói là đúng sự thật. Nếu nói vậy, lúc Đồng Vĩnh đi hốt thuốc, người đã hạ độc trong thuốc rồi, phải không? Phải. Ngài nói như vậy không chỉ có thể lấy mạng Xuân Hỷ, chiếm đoạt tài sản, và lại còn có thể giá họa cho Độc Vĩnh cướp thê tử của hắn. Đấy là một kế được ba việc. Hả? Chiêu này hay quá. Là một kế mà được ba việc sao? Ồ, nói như vậy ta cũng thông minh lắm chứ, độc ác lắm chứ. Này, sư gia. Dạ. Nếu đúng như vậy, ông cũng góp sức không nhỏ đâu. Đóng góp mưu kế cho lão gia, việc nên làm mà. Ta cần phải khen thưởng cho ông mới được. Người đâu? Có. Cho thêm bình rượu. Hả? Là ngươi à? Chào trưởng quầy, là tôi. Đại nhân, vậy là sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Họ kêu tôi đến. Hả?
Đại nhân, những lời họ vừa nói, ngài đã nghe cả rồi. Cái chết của Xuân Hỷ không liên quan đến Đồng Vĩnh. Mời đại nhân minh xét. Người đâu, mau cho họ điểm trí. Tuân phủ đại nhân, tuy tiểu nhân có tội nhưng mà kẻ chủ mưu là giả đại nhân. Vì ông ấy tham lam gia tài của Xuân Hỷ cho nên tiểu nhân mới làm theo thôi. Hắn mới chính là hung thủ. Phải đấy. Đại nhân, bổn quan làm quan nhiều năm, tham lam tiền của, coi mạng người như cỏ rác, và từng làm nhiều chuyện tội ác tày trời. Đại nhân, hôm nay tôi đã ăn năn hối lỗi. Xin đại nhân xét xử công bằng, không cần nương tay. Tất cả mọi tội trạng của ngươi, ngươi Nhật đã tố cáo rồi. Nghĩ tình ngươi kịp thức tỉnh, ta không bắt ngươi. Ngươi về nha môn, chờ ta phán xử xong.